Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã tổ chức lễ công bố danh tính 37 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Long Khánh. Theo đó, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cùng với Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Long Khánh đã tìm được 37 trường hợp bổ sung thông tin trên bia mộ liệt sĩ với những đồng chí tham gia kháng chiến và hy sinh ở các đơn vị của địa phương. Sau thời gian nỗ lực cùng sự phối hợp vào cuộc của nhiều cấp ngành, nhất là cán bộ lão thành cách mạng các địa bàn Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh đã xác minh, tìm kiếm và hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội xem xét ra quyết định đính chính thông tin cho 37 hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Long Khánh. Qua rà soát thì chúng tôi phát hiện được có gần 400 trường hợp mộ liệt sĩ có danh nhưng không đầy đủ. Các liệt sĩ trên bia ghi không đầy đủ các yếu tố theo quy định về bia của liệt sĩ. Để làm vấn đề này thì trước hết là phải tìm kiếm về thông tin về liệt sĩ thông qua các đồng chí lão thành cách mạng ở địa phương. Chúng tôi tìm hiểu các liệt sĩ, những liệt sĩ hy sinh đó là cụ thể là liệt sĩ ở quê quán ở đâu và thân nhân là ai, hướng dẫn gia đình liệt sĩ, hỗ trợ gia đình liệt sĩ làm các cái thủ tục để đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội điều chỉnh. Đợt này chúng tôi làm được 37 trường hợp, nhưng trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục để thực hiện cho nó được càng nhiều càng tốt, trả lại đầy đủ cái danh tính cho liệt sĩ. Chiến tranh đã đi qua, Đảng bộ, quân và dân Long Khánh đã bền bỉ tìm kiếm, quy tập được gần 3.000 hài cốt liệt sĩ và đã đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh. Trong số gần 3.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, có hơn 700 hài cốt chưa xác định được thông tin. Hơn 500 ngôi mộ mới có một phần thông tin chỉ biết tên, không quê hương, không đơn vị hoặc có họ tên, có bí danh, không có thông tin khác. Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân thân gia đình liệt sĩ dự lễ đã dâng hương viếng đài, đền thờ liệt sĩ, trang nghiêm kính cẩn tri ân liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập của Tổ quốc.